Đường Yên lộ nhan sắc thật không Photoshop khiến Cbiz bùng nổ, netizen rần rần khen La Tấn số hưởng. Từ khóa ảnh không Photoshop của Đường Yên đã liên tục bám trụ vị trí số 1 suốt từ tối qua cho tới sáng ngày hôm nay trên hot search Weibo khiến dân tình bàn tán xôn xao. Những hình ảnh chụp từ sự kiện mà bà xã La Tấn tham dự đang phủ sóng khắp các trang blogger, mạng xã hội và báo chí truyền thông. Đã lâu lắm rồi Đường Yên mới có những khoảnh khắc khiến dân tình phải ngẩn ngơ đến như này nhờ nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Diện chiếc váy trắng trang nhã và tinh tế, Đường Yên xuất hiện với chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu. Cả sự kiện, cô nàng liên tục nở nụ cười rạng rỡ, khoe visual đẳng cấp khiến ai cũng phải xích xoa. Trên Weibo, hội chị em xích xoa bàn tán. Đường Yên lấy lại được sắc vóc rồi. Cô ấy để mái tóc này trông trẻ trung hơn bao nhiêu. Tựa như gái đôi mươi vậy. Gái một con trông mòn con mắt. La Tấn đúng là có số hưởng thật mà. Phụ nữ lấy đúng người sẽ ngày càng đẹp ra đó. Một phần nguyên nhân khiến netizen bùng nổ đến vậy chính là mỹ nhân Cẩm Tú Vị Ương từng lộ mặt tiêu tụy, sưng phù, biểu cảm cứng đơ như tượng sáp trong hậu trường một buổi chụp hình trước đó. Những tấm hình hậu trường do hãng Hunhu đăng tải cho thấy gương mặt Đường Yên sưng phù, thần thái tiêu tụy, biểu cảm đơ cứng đến mức gượng gạo. Dân tình đều cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hình ảnh khác lạ của Đường Yên vì sự thay đổi chóng mặt. Không biết vì lý do gì mà nàng mặc sên lại xuống sắc nhường này. Trang Huỳnh Hồ đặt dấu hỏi phải chăng vì chăm sóc con cái và gia đình nhỏ mà Đường Yên bỏ bê sự nghiệp, không còn để tâm tới nhan sắc nữa hay không? Tuy nhiên, những hình ảnh trong sự kiện mới nhất của Đường Yên khiến người hâm mộ vô cùng yên tâm. Nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc đỉnh cao và sẽ sớm trở lại màn ảnh trong một ngày không xa. Bên cạnh đó, netizen cho rằng người có công lớn nhất chính là ông xã La Tấn của cô. Chính Đường Yên từng thừa nhận La Tấn đã nỗ lực rất nhiều trong việc chăm sóc con cái để Đường Yên có thể yên tâm dành thời gian cho công việc. Nữ diễn viên cho biết sau khi sinh con, cô yếu đến mức chỉ có thể nằm một chỗ. Suốt thời gian Đường Yên ở cữ, La Tấn đã tất bật chăm con, có khi cả đêm không ngủ vì con quấy khóc. Từ khi trở thành một người cha, La Tấn không còn được trông thấy đi chơi vui vẻ cùng bạn bè nữa. Thay vào đó, anh thường vội vã về nhà để thăm nom, chăm sóc con gái bất cứ khi nào anh có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả khi đi làm về mệt, ông bố nổi tiếng này cũng không ngại đưa con ra ngoài vui chơi. Đường Yên, La Tấn là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi từng đóng chung nhiều phim như Loạn Thế Gia Nhân, Nữ Đặc Công X, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vị Ương, Quy Khứ Lai. La Tấn đã phải lòng Đường Yên ngay từ lần đầu đóng chung phim Loạn Thế Gia Nhân. Thế nhưng lúc này Đường Yên lại đang hẹn hò với Khưu Trạch. Năm 2013, Đường Yên và Khưu Trạch chia tay. La Tấn thích Đường Yên nhưng cô vẫn chưa quen được người cũ. Trong một chương trình khi chủ đề nói về tình yêu hôn nhân, cô đã bật khóc. Có lẽ chính điều này khiến La Tấn không dám tỏ tình với cô. Đầu năm 2016, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò nhà sản xuất với bộ phim Cẩm Tú Vị Ương. Cô mời La Tấn đóng vai nam chính. Trong thời gian thực hiện bộ phim, cả hai liên tục có những hành động thân mật trên mức bạn bè. Cuối năm 2016, Cẩm Tú Vị Ương lên sóng và đạt mức rating lý tưởng. Cặp đôi màn ảnh Tấn Đường cũng được đẩy thuyền nhiệt liệt. Cùng năm, vào đúng sinh nhật lần thứ 33 của Đường Yên, La Tấn đã đăng bức hình ghép hai người lúc nhỏ với dòng trạng thái: bờ vai anh mãi là chỗ dựa của em, người yêu ơi, sinh nhật vui vẻ nhé. Nữ diễn viên cũng chia sẻ bài viết này cùng câu: duyên đến chính là anh. Như vậy, cặp đôi chính thức xác nhận hẹn hò. La Tấn, một người đàn ông luôn tách biệt cuộc sống thường ngày với cuộc sống trong giới giải trí. Trên phương diện tình cảm, La Tấn là một người đàn ông si tình. Mỗi lần hẹn hò yêu đương với một ai đó đều hết lòng, hay mỗi lần chia tay cũng đều rất đau khổ. Trong khi đó, Đường Yên lại chọn lựa việc bán mạng vào công việc để quên cảm giác trống vắng khi không có người yêu cũ bên cạnh. Họ gặp nhau và nhiều lần để lỡ nhau, nhưng cuối cùng duyên phận vẫn đưa họ về bên nhau. Có thể nói cặp đôi phát triển từ tình bạn thành tình yêu, sau đó trở thành tri kỷ, tình cảm của họ vô cùng bền chặt. Hạnh phúc viên mãn của Đường Yên khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tình yêu ngọt ngào không dính một chút thị phi của họ chính là mơ ước của nhiều đồng nghiệp trong giới.